Em Nhung xin chào cả nhà đang xem video. Trước mặt chúng ta là một căn nhà vườn. Đây, căn nhà vườn em giới thiệu cho cả nhà đây nhá. Đấy, rất là đẹp. Với diện tích, tổng diện tích căn nhà là 330m2. Mặt tiền của lô đất là 10m mặt tiền, là 9m mặt tiền. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Căn nhà của chúng ta thì được gia chủ xây thiết kế là hai mặt thoáng. Mặt bên này thì có sân nhỏ đi lên trên này. Và đây là cửa chính của căn nhà. Với diện tích là hơn 300m2, chúng ta sẽ có một cái sân vườn nhỏ xinh phía trước như thế này. Đây ạ, một vườn rau. Đấy. Vườn rau này thì gia chủ trồng được cây mít và vú sữa, ổi này. Chúng ta trồng rau ở bên dưới này nữa. Rất là đẹp luôn. Kia cây ổi rất là đẹp luôn. Căn nhà này thì được gia chủ để lại và không có nội thất, với giá mong muốn là hơn 2,5 tỷ. Với một căn nhà rộng hơn 300m2 như này mà ở Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc mà có giá là hơn 2,5 tỷ như vậy là rẻ nhất. Không có căn nhà vườn nào rẻ như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn. Gia chủ xây cẩn thận, kiên cố, trần thạch cao rất là đẹp. Đây là phòng ngủ 1. Đấy, đây phòng ngủ 1 cho cả nhà. Được sơn màu xanh này. Đây, tổng thể căn nhà rất là đẹp luôn. Và đây là phòng ngủ 2. Cũng có cửa sổ phía sau để cho căn nhà thoáng. Và đặc biệt căn nhà này được thiết kế phòng thờ riêng. Đấy, phòng thờ riêng với hai cửa sổ nhỏ hai bên. Rất là đẹp luôn. Bàn thờ gia tiên và chúng ta sẽ để bộ bàn ghế phòng khách ở đây thì sẽ rất là đẹp. Căn nhà được thiết kế theo không gian mở. Cửa chính này ạ. Đấy. Một cái lối đi nhỏ xinh. Toàn hoa hồng rất là đẹp không cả nhà. Đấy, hoa đẹp không? Rất là đẹp. Xung quanh thì dân ở ấm. Căn nhà thiết kế là một phòng khép kín. Phòng này phòng ngủ bố mẹ rộng nhất. Là được thiết kế là khép kín đấy cả nhà. Đây, phòng vệ sinh khép kín. Rất là đẹp luôn. Đẹp. Đấy. Cả nhà xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhung. Và có nhu cầu mua đất thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình. Căn nhà này rất là đẹp. Với diện tích là hơn 300m2. Mà có giá là hơn 2 tỷ. Như vậy là rất là rẻ. Đây, tổng căn phòng khách của chúng ta rất là đẹp, thoáng luôn. Thiết kế sơn màu trắng rất là đẹp. Cả nhà có nhu cầu mua đất thì hãy liên hệ cho em và nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới ngày. Đây là cửa chính của căn nhà này. Rất là đẹp luôn. Bên này bên ngoài có rất nhiều nhà luôn cả nhà. Vị trí nằm tại xóm Trám Định Trung, phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em Nhung. Em xin chào cả nhà.